duyên khuất xa, hình bóng mẹ chẳng phai nhòa, trong lòng con thương nhớ mẹ. Con vẫn biết giờ phút mẹ về trời cao là khi hương phúc rát rào, mà sao con vẫn nghẹn ngào. Chúa chính là người mẹ của con, Chúa chính là mẹ hiền muôn đời. Con xin Chúa dù tình xót thương, cho mẹ con sống trên thiên đường. Chúa đã xuống trần đồ tràn tình thương, chính Chúa đã dạy thờ cha kính mẹ, cho con biết yêu mẹ kính cha, cho đoàn con sống vui một nhà. Con hằng nhớ từng tiếng mẹ hiền hát ru, nhịp vọng nhẹ nhàng đôi bờ, cho đời con bao ước mơ. Con hằng nhớ chiều sớm mẹ dìu đoàn con, nhịp chân về chốn thánh đường, tụng ca danh Chúa tình thương. Chúa chính là người mẹ của con, Chúa chính là mẹ hiền muôn đời. Con xin Chúa dù tình xót thương, cho mẹ con sống trên thiên đường. Chúa đã xuống trần đồ tràn tình thương, chính Chúa đã dạy thờ cha kính mẹ, cho con biết yêu mẹ kính cha, cho đoàn con sống vui một nhà. Trong trời cao cùng đích cuộc đời chúng con, là chốn mẹ hằng khấn nguyện, cho đoàn con luôn vững lòng. Trong tình Chúa hạnh phúc chẳng hề đổi thay, mẹ con gặp gỡ sum vầy, niềm tin kiên vững chẳng lay. Chúa chính là người mẹ của con, Chúa chính là mẹ hiền muôn đời. Con xin Chúa dù tình xót thương, cho mẹ con sống trên thiên đường. Chúa đã xuống trần đồ tràn tình thương, chính Chúa đã dạy thờ cha kính mẹ, cho con biết yêu mẹ kính cha, cho đoàn con sống vui một nhà. Nghe tin mẹ gọi là anh Hạnh mất mà chúng tôi còn đang còn ở Vũng Tàu. Hôm nay cứ về tới đây, đến đây để chia buồn cùng anh Hải và gia quyến. Xin Chúa thương xót linh hồn bác cả. Xin gia quyến ở ấy cùng để cho nồi nó tăng. Cha và con và thánh thần amen. Cầu xin Chúa thánh thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao dồi cho đám ngôi thánh thần. Con mất mẹ rồi,
mẹ ơi. Mất mẹ là mất cả bầu trời, mất mẹ là mất đi dòng sông, mất mẹ là mất đi mùa xuân, mất mẹ là mất đi hết. Mất đi bầu trời là mất đi ngày mai, mất đi dòng sông là mất đi hy vọng, mất đi mùa xuân là mất đi niềm vui, con mất mẹ rồi là mất hết cuộc đời. Giờ đây con mất một nụ cười, kể từ giờ đây con trở thành mồ côi, cô đơn lắm mẹ ơi. Mẹ yêu ơi, giờ biệt ly chẳng nói được lời gì, giọt nước mắt tràn ướt cây bờ mi. Giờ chào mẹ nhé, con hứa sống ngoan hiền, làm vẻ vang mẹ yêu. Chúa ơn linh thánh mong đợi
sạch những giọt nước mắt của tâm quyến và đưa linh hồn mạng ta về đội nhan thánh Chúa. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tiếng mẹ ơi, hai tiếng đầu đời con gọi mẹ ơi từ thuở năm nô. Mẹ mẹ ơi, mẹ ơi,
hai tiếng mẹ ơi, nay con gọi mẹ, mẹ đã đi rồi, cuối trời xa xôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mẹ ơi, con gọi mẹ ơi, lần cuối trong đời. Con gọi mẹ ơi, xiết bao ngậm ngùi, nay mẹ đi rồi, con thấy bơ vơ. Nay mẹ không còn, con thấy đơn côi. Nguyện xin Chúa, Chúa là bờ vui, là bến an bình. Xin Ngài dù thương đón đưa mẹ về, lỗi lầm trong đời xin Chúa thương tha. Đưa mẹ con vào cõi phúc thiên thu. Giây phút biệt ly mi đẫm lệ sâu, vui buồn ngày mai chia sớt cùng ai. Mẹ mẹ ơi, mẹ ơi, hai tiếng mẹ ơi cho con thành người. Nay mãi xa rồi xuôi nguồn yêu thương. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mẹ ơi, con gọi mẹ ơi, lần cuối trong đời. Con gọi mẹ ơi, xiết bao ngậm ngùi, nay mẹ đi rồi, con thấy bơ vơ. Nay mẹ không còn, con thấy đơn côi. Nguyện xin Chúa, Chúa là bờ vui, là bến an bình. Xin Ngài dù thương đón đưa mẹ về, lỗi lầm trong đời xin Chúa thương tha. Đưa mẹ con vào cõi phúc thiên thu. Hai tiếng mẹ ơi, hai tiếng đầu đời. Con gọi mẹ ơi từ thuở nằm mơ. Mẹ, mẹ ơi, hai tiếng mẹ ơi, nay con gọi mẹ. Mẹ đã đi rồi, cuối trời xa xôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, giây phút biệt ly mi đẫm lệ sâu, vui buồn ngày mai chia sớt cùng ai. Mẹ mẹ ơi, mẹ ơi, hai tiếng mẹ ơi cho con thành người. Nay mãi xa rồi xuôi nguồn yêu thương. Mẹ ơi, I'm sorry, 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 I'm sorry,
Giây phút nào ngậm ngùi, nghẹn ngào, xót xa bằng giây phút tiễn mẹ yêu lần cuối cùng trong đời. Của những đứa con nói không ra lời, kêu trời không thấu. Chỉ những giây phút ấy, những người con mới cảm thấy thấm thía nỗi đau mất mẹ. Không còn mẹ trên cõi đời, không còn mẹ bên cạnh. Có khóc cũng không bao giờ còn mẹ lau nước mắt cho. Lúc muộn phiền, không còn mẹ chia sớt ủi an. Linh hồn con tha thiết,
tu cho tâm hồn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúa đã thương tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa. Hôm nay Chúa lại cất lấy sự sống của bà Martha, là người thân trong Tam Quyến và là người tin hữu trong đeo họ chúng con. Từ nay bà Martha không còn lo vất vả cười khổ như khi còn sống ở đời này. Xin Chúa dẫn đưa bà Martha trở về quê trời bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: đã đến giờ các con được tôn vinh. Quả thật ta nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì nó sinh nhiều hơn cả. Ai yêu sự sống mình sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ cho nó được sự sống đời đời. Ai phụng sự ta hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Mà biết nói gì, lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha. Lúc đó tiếng từ trời phán: ta đã làm vinh danh ta, và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thành thần cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Đấng đã cho Đức Kitô con Chúa chiến thắng tử thần mà về với Chúa. Xin người đã thương ta đơn cứu độ kẻ sống như người đã qua đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người qua câu là bà Martha. Xưa kia nhờ phép đỡ tôi, đã tiếp nhận mộc phong vinh hiếu được hợp toàn cùng các thánh trên chốn đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho người anh, người chị em chúng ta đây, ta đoan rước mình Chúa Kitô và bằng thánh hàng sông được Chúa cho sống lại trong ngày sau hè. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm mà bà mắt ta đã sai phạm vì sự mong đoạt của loài người, để người anh, người chị, người chữ này được xưng danh hưởng hạnh phúc cùng các thanh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Người tôi tới Chúa đây được phục sinh và được phúc thanh nhàn nơi đầy ánh sáng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời ân nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn mắt ta được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy ta cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Ban cho linh hồn mắt ta được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn mắt ta. Lạy mẹ xin nuôi chúng con luôn luôn. Mẹ xin pha những nỗi u buồn.
Chúa sinh thì mẹ đứng hầu sầu lạnh hiền. Là mẹ chúng con giáng sinh linh quyền, lạy mẹ xin yên núi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn, vì đời con theo dân biết bao đau thương, ta tràn lan cay đắng bước trên con đường. Lạy Chúa chúng con vì đau thương tha, xin Chúa chúng con cho mọi kẻ tội thiên cha và con và thánh thần. Kính thưa Tha Thiên, được hay của bà mắt ta được Chúa gọi về, chúng tôi thuộc hội Legio Maria Giáo xứ Thánh Hiêu Xe đến đây xin chia buồn cùng Tha Thiên. Dẫu biết rằng chính những chiếc đi là khi nuôi sống thiên bờ, nhưng phận người vẫn mang một trái tim nhân loại chất chứa những bao nỗi buồn trước cảnh nước mắt của người thân. Xin Chúa ban thêm sức mạnh, nâng đỡ và an ủi gia đình Tha Thiên trước sự mất mát này. Cùng với lòng cậy trông tiếng hát và kỳ nghi của Chúa, nguyện xin Chúa qua lời cầu cầu của mẹ Maria ban cho linh hồn và mẹ Tha sớm được hưởng tuôn nhân Chúa. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con, đến cha và con và thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần, người thương thăm nghĩa hồn con, người nghe lời con thiết tha, tình thương mến ông hộ con ngày hàng lớn thiêu. Chúa Giêsu có cùng những người vui nói rằng, tất cả những người Chúa cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại thân vào. Tôi là bóng thần sống từ trời để cho thế gian được sống. Thật tôi bảo rằng các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau nhất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Lạy Chúa đã phán, phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa của Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn mạng ta nay đã trở về với Chúa. Xin cho linh hồn mạng ta được hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đoá nhìn và xót thương tất cả chúng ta đây, những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cây tin của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được Chúa cho nhân vào nước hằng sau muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn mắt ta. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là linh hồn mắt ta được phục sinh trong hào quang chói sáng hơn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hãy cho tôi biết bao điều cao cả, người thật chi thanh chi tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót nhưng hai kinh sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng chi kêu căng. Chúa hạ bệ những hai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đời dư, người giàu có lại đuổi
Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn mát ta cho khỏi tù mục và được nghỉ yên. Amen.
người cha mẹ thương con, cầu luôn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày buông trôi. Con xin đến trong đời an vui nhờ mẫu thân trời và ơn cha mẹ suốt đời có nhẹ buồn. Xin cho cha mẹ con hai tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn dọc theo tình người con, luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Anh qua là bao chốn xa, cánh đau vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi, dù xa vô bờ vẫn còn nhớ tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con tâm ai tình xa của Chúa Trời, cho con giữ gia đình luôn dắt theo tình người con của Chúa Trời, cho
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Chúa nhận lời. Nếu Chúa chấm tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thơi như cha khoan hồng thứ ta, khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau con đợi trong Chúa nhận lời. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngôi thánh đường. Ngài sẽ nâng đỡ con hãy cứ thẳng đường và hy vọng vào Ngài. Con hãy kính sợ Ngài và bền vững mãi như thế. Ông bà anh chị em và ta quyến thân mến, chúng ta từ Thiên Chúa mà đến trần gian, khi qua khỏi cõi trần, chúng ta lại trở về với Thiên Chúa. Nghi thức nhập mạch nói với chúng ta, bà mát ta sắp rời căn nhà trần gian này để về với ngôi nhà đời đời, lìa bỏ thân nhân, bạn bè để trở về với Thiên Chúa tình thương. Trong giây phút ly biệt, khi mà khuôn mặt thân yêu bà Mát-ta sẽ không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giê-xu và xin Người mở rộng cửa nước trời mà đón nhận bà Mát-ta vào nhà Cha muôn đời. Bài chích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Công đồ gửi tín hữu Thê-sa-lô-ni-ca. Thưa anh em, về những ai đã ăn rất ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-xu đã chết và sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã ăn rất trong Đức Giê-xu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-xu. Đó là lời Chúa. Lời Chúa luôn đem lại cho chúng ta sức mạnh tinh thần và thêm niềm tin cho những ai bị thử thách. Ông bà anh chị em và các quyến thân mến, giữa cơn thử thách này, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giê-xu Ki-tô, Đấng đã cam lòng gánh chịu bao nỗi khổ của chúng ta và tha thiết những lời cầu xin. Lạy Chúa, chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đương đầu với mầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Người chúng con trong đây phút lâu vui đôi này. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Ước chi chúng con nhớ mãi hình ảnh bà Mát-ta và hy vọng sẽ gặp lại nhau trong nhà Cha muôn đời. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ngài, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy số hình trở lên của lễ sống đồng, thánh thiện mà khẩn nguyện cho bà Mát-ta để mọi yếu hèn do phần người của bà Mát-ta sẽ được lòng xót thương hằng hà của Chúa thanh tẩy và tha thứ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên.
đem đơn Chúa thanh thần mà người xuống thai sinh với bà Maria đồng trinh. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ở bên hữu đức Chúa Cha phép tăng bổ cực Chúa thanh thần. Tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, cha thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Lạy Chúa, còn ở dưới vực sâu kêu đến Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai đổi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán thưa, con đã trông cậy Chúa. Trong cái người cho liên vì người rất nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn mắt ta được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn mắt ta cho khỏi tù và được nghỉ yên. Amen. Ngày mắt ta được nghỉ yên muôn đời, mời cho ánh sáng đèn thu chiếu soi trên linh hồn mắt ta. Từ gia họ hàng người thân yêu ơi, giờ mình đi xa xin ở lại tôi đi. Giờ Chúa gọi con không chần chừ không trì hoãn, giờ Chúa gọi con không một giây trôi từ. Thôi chia tay những người thân yêu ơi, hãy xin tình yêu Chúa tha tội khiến. Từ ra mọi người lời quấy ra đi, giờ vinh diệu xin ở lại tôi đi. Giờ Chúa gọi con không chần chừ không trì hoãn, giờ Chúa gọi con không một giây trôi từ. Ôi chia tay những người thân yêu ơi, hãy xin tình yêu Chúa tha tội khiến. Từ ra đời này vĩnh biệt từ đây, xin gặp lại mai sau. Giờ Chúa gọi con không chần chừ không trì hoãn, giờ Chúa gọi con không một giây trôi từ. Thôi chia tay những người thân yêu ơi, hãy xin tình yêu Chúa tha tội kia. Lạy Chúa chúng con ra, xin Chúa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tạm biệt mọi người, tôi phải ra đi. Nợ chân ai tôi đã trả xong rồi, chẳng còn gì lưu luyến thêm chi, bởi chân gian đâu phải.
chân ai tôi đã trả xong rồi, chẳng còn gì lưu luyến thêm chi. Đời trần gian đâu phải là cõi phu. Tạm biệt mọi người thân yêu, từ đây tôi ra đi theo lời mời của Chúa, về nhà trời hưởng phúc yên vui. Trong tâm sâu tôi khấn nguyện cuối đời, hẹn gặp mọi người bên bờ yêu thương, nơi muôn hoa sáng rực rỡ nước trời, một từng dòng suối ngát hương thơm, đầy hồng ân trái rộng của Chúa Trời. Chúa, con xin tri ân Ngài Chúa ơi.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng
Thiên Chúa tỏ năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ cử lên ngai vinh hiển của người, các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như một tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ đức vua sẽ phán cùng những người bên phải rằng: nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta lo yếu, các ngươi đã thăm non; ta buồn đủ, các ngươi đã đến thăm. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa làm khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến thăm đâu? Để đáp lại, đức vua sẽ bảo họ rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi đức vua sẽ phán cùng những người bên trái rằng: quân bị mùi rùa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta nói các ngươi đã không cho ăn, ta khát các ngươi đã không cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã không tiếp rước, ta trần truồng các ngươi đã không cho mặc, ta đau yếu và buồn tù các ngươi đã chẳng thăm non. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc là trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ người sẽ đáp lại rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ sẽ ra đi, bọn này để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính để hưởng sự sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa các bạn phục vụ, từ thuở thơ ấu cùng các bạn, chúng ta thường tụ tập trước sân thánh đường hay trước sân nhà để cùng chơi một cái trò thiên đàng hỏa ngục. Thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khéo thì về, ai vụng thì xa. Khi em nào lọt vào lồng ở giữa, nếu em trả lời được một số câu hỏi thì được vào thiên đàng, trả lời không được thì bị giật lại ở ngoài cửa về đời người và sự chọn lựa của mỗi chúng ta. Đời người như một hành trình, và trên hành trình này ta cần đi tìm cho mình một hướng đi khôn ngoan, một lẽ sống nền tảng để dựa vào đó ta xây dựng đời mình, và cuối đời ta có thể về lại thiên đàng, nơi là quê hương đích thật của mỗi chúng ta. Nhưng trong thực tế, một sự thật trần trụi về thân phận và số kiếp con người mà hầu như không mấy ai quan tâm suy nghĩ về đó. Nó chỉ đụng chạm đến một chút tình cảm khi có người thân hoặc ai đó mà mình quen biết qua đời. Nhưng dù muốn hay không muốn, hình ảnh cái chết đôi lúc cũng khiến ta phải dừng lại để suy niệm. Sống và chết là hai mặt dù đối nghịch nhưng lại bổ túc cho nhau khi nói về thân phận và cuộc đời con người trên dương thế. Có sinh thì có tử, có sống thì có chết, và ai ai cũng phải chết. Tuy nhiên, sống làm sao và chết như thế nào mới là điều khiến mỗi người chúng ta phải suy nghĩ. Có những người mà ngay cả khi còn sống và sau khi chết, không ai muốn nhắc đến tên tuổi của họ. Cái chết của họ được xem như một điều may mắn, vui mừng cho nhiều người, có khi trong cả một dân tộc.
Thế nên để sống cuộc đời có ý nghĩa và để đời người còn nhớ tới mình sau khi chết, lời khôn ngoan đã dạy chúng ta, xin dạy chúng con đến tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Đến tháng ngày mình sống đồng nghĩa với suy điểm về cái chết, về một ngày không xa mình sẽ phải bỏ lại tất cả khi từ giã cõi đời, bởi vì mỗi ngày qua đi ta tiến gần đến cái chết hơn. Như vậy suy nghĩ về những ngày giờ được sống trên dương thế để tìm ra ý nghĩa khôn ngoan của cuộc sống, không những giúp ta sẵn sàng khi phải đối diện với cái chết mà còn giúp ta sống tốt, sống hạnh phúc ở đời này, một cuộc sống không buông thả lo lắng buồn phiền, mảnh vung chột giật như cái nhìn của những người cứ nghĩ rằng mình không bao giờ chết, muốn sống lâu, sống hưởng thụ để rồi phải hối hận cay đắng bỏ lại tất cả khi giờ chết đến. Từ trong cái triết lý màu nhiệm sâu thẳm của nó, chết còn được coi như là một màu nhiệm, một màu nhiệm về sự chết. Gọi chết là một màu nhiệm vì từ trước tới giờ chưa có ai thoát được cái chết, ai cũng phải chết. Trẻ con chết, người trung niên cũng chết, người cao niên cũng chết, người giàu sang, người quyền quý, người nghèo khổ, người dân dã, người học thức, người bình dân, đơn sơ, tất cả đều phải chết. Nhưng không ai biết mình sẽ chết cách nào, chết ở đâu và chết khi nào. Với hàng trăm ngàn vạn kiểu cách và cách chết khác nhau, không ai giống ai, đã tạo cho cái chết một hình ảnh đầy bí ẩn. Ngoài ra những gì sẽ diễn ra bên kia sau cái chết, số phận của mỗi người sẽ ra sao, mãi mãi cũng vẫn là một bí mật. Tóm lại, suy nghĩ về sự chết để chuẩn bị cho ngày giờ chết đối với người công trí là một hành động khôn ngoan, một sự khôn ngoan của những tâm hồn công chính, của những con người sống đời sống xứng đáng với thân phận và kiếp người. Lòng kính sợ Thiên Chúa sẽ dẫn đến khôn ngoan, và hiểu biết về Ngài mới là sự hiểu biết thật. Đây là sự khôn ngoan chân thật, sự hiểu biết cần thiết để giúp con người sống nên, sống đẹp, sống ý nghĩa của cuộc đời này. Nó giúp cho con người biết đâu là giá trị thật và đâu là những cám dỗ, những đam mê, sự ích kỷ hẹp hòi mà cần phải từ bỏ và xa tránh. Hôm nay cộng đoàn chúng ta tiến đưa cụ bà Martha đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cả đời của cụ đã tin yêu, phục thờ và kính sợ Chúa. Cụ đã chuẩn bị cho sự ra đi cuối cùng này từ rất lâu. Sự chuẩn bị này thể hiện qua một đời sống khiêm nhường, không than vãn, cho dù phải mang nhiều bệnh tật, nhưng luôn phó thác nơi lòng Chúa xót thương. Cụ đã chu toàn bổn phận làm người và làm con Chúa, nay cụ được chúc phúc, được hưởng ánh sáng ngàn thu. Thiên đàng ở cùng hai bên, anh khéo thì về, anh cùng thì xa. Cụ đã khéo léo sống đúng tinh thần công chính, tinh thần của nước trời, và giờ đây đã trở nên công dân của nước trời, được Chúa mời gọi vào thừa hưởng nước trời. Vì xưa ta nói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp phước, ta trần truồng các ngươi đã cho mặc. Tích cụ đến là thiên đàng, được đón nhận lời thật đẹp của Chúa nói: nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi từ thuở tạo thiên lập địa. Ai khéo léo biết ưu tiên chọn lựa nước trời và sự công chính trên hết mọi sự, cũng như luôn xây dựng đời mình trên lẽ sống là Chúa Giêsu, là nước trời và sự công chính, cụ thể trong mọi suy tư đắn đo phân định, chọn lựa và quyết định cùng hành động, thì người đó đang sống đúng tinh thần của người thuộc về Chúa là một công dân nước trời. Người đó có Chúa là lẽ sống, nên dù sống trong thế gian nhưng không bao giờ thuộc về thế gian. Người đó có Chúa là lẽ sống, nên cuộc sống của họ được Chúa làm cho nên dồi dào và càng dồi dào hơn nữa.
Phan đầy lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đáng và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa một mình người đã đói thương chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với cộng đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: khi tự nguyện độc mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ minh nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đang chuyển Chúa yêu chết và tin xưng Chúa sống lại, cho tôi tin Chúa lên. Tôi muốn là linh hồn Maria, linh hồn Gioan-kin, các linh hồn ông bà tổ tiên và linh hồn cụ bà Martha Nguyễn Thị Phương mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng thân thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho em thấy được vào mương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời. Nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì
đài bình an cho các con, thầy văn bình an của thầy cho các con. Xin đừng chân tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Mời em dự tiệc chiên Thiên Chúa. Thank you.
Kitô. Vậy lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mơ cười thiên đàng cho tôi tơ Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người chị em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ đức Kitô Chúa chúng con. Bề dâu nhiều lầm lỗi sầu đau, xin tạ lỗi người ơi, hôm nay con giã từ cuộc đời, nguyện xin máu Thánh Chúa xóa tội con rồi, để con an vui về với Chúa. Đời người nơi bế dâu mang sầu đau, những lúc đang hững hờ Chúa đến nào ngờ, trong đơn côi hay ngày mới, người ơi lúc Chúa tới giã từ kiếp người về nơi an vui. Xin ở lại thôi hỡi người ơi, thôi nghẹn lời, hôm nay con giã từ cuộc đời. Xin ở lại thôi người thân ơi, thôi lệ rơi các bụi về với Chúa trời. Năm tháng trôi bao lầm lỗi, Chúa hỡi con yếu hèn sao lắm buồn phiền, hôm nay đây nương nhờ ai, nguyện xin máu Thánh Chúa xóa tội con rồi để con an vui. Xin ở lại thôi hỡi người ơi, thôi nghẹn lời, hôm nay con giã từ cuộc đời. Xin ở lại thôi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Chúa Giêsu Kitô khi ăn nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tớ Chúa được yên nghỉ trong ngôi mộ này cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng, làm cho tôi tớ Chúa được phục sinh và trong ánh quang chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Lời kêu khẩn Chúa trong tôi, xót thương hồn con Chúa ơi, này hồn con luôn hy vọng nơi Chúa, nguyện xin Chúa hãy nói thương lời than khóc tiếng khấn cầu vang khắp vùng mình bao xót xa, dương gian kia nào ai đứng. Chúa nhân từ xin nói thương đoàn con đang khóc than trong chốn u sầu, con kêu cầu lên Chúa, nguyện xin Chúa hãy lắng nghe lời kêu khẩn Chúa trong tôi, như này hồn con
Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người chị em chúng ta ra khỏi cõi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác người chị em này cho lòng đất, để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin phó dâng người chị em chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác người chị em này được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người chị em chúng ta đây. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa đã khóc cho người chị em chúng con được thanh tẩy nhờ nước rửa tội, và được in dấu nhờ việc sức dầu thánh. Xin thương nhận người chị em chúng con vào số các thánh và những người Chúa cho. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin nhận người chị em chúng con vào bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ người chị em chúng con. Xin thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin, và vững lòng trong cây được sống đời đời. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, đưa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Qua đời lầy mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạt vì những việc đã làm. Để như ở dưới thế, đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời, lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Mata được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Mata. Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi. Ôi xin Ngài xót thương, chiếu chan hòa ánh quang, để người đã đi về tới bên bờ yêu thương. Xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tính chung. Xin Cha đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều: Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, sự thương phó cho các linh hồn thiên hạ được rồi, thì đây chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn mát ta chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn gian nơi lửa liền tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem đến chôn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Amen. Chúng con trong cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa Trời chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng lao. Hằng chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tình rất thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Xin Chúa chúng con cho khỏi kẻ thù nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trọng kính cha chánh xứ, cha phó, kính thưa quý chức thường vụ ban hành giáo, kính thưa quý chức ban điều hành, các giáo họ, ban trị sự các giới, các hội đoàn cùng toàn thể công đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi đây. Trong những giây phút thiêng liêng ngắn ngủi này, con xin thay mặt cho người quá cố và thân bằng quyến thuộc vô cùng cảm tạ và tri ân cha chánh xứ, cha phó cũng như tất cả quý chức trong ban hành giáo cùng cộng đoàn dân Chúa đã hy sinh thăm viếng, dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Martha và đã tiến đưa linh hồn người thân yêu của chúng con đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn vàn ơn phúc cho cha và quý chức trên con đường phục vụ, loan báo tin mừng cứu độ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức tang lễ. Trong lúc tang gia bối rối, không thể tránh khỏi được những sai sót, kính xin quý cha, quý chức dầu lòng bao dung đồng cúi đầu vái tạ. Cho con dừng chân,
thương suốt đời. Để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên. Tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoan ca tình yêu, cõi thiên đường reo vui. Ai nào có nhớ trăm năm như cánh vạc bay, có ai mong chờ hẹn người mai sau trên cõi trường sinh. Tình yêu đổi mới ngát hương diêu vời, chẳng còn tiếng khóc, chẳng còn đơn côi. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời. Để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên. Tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoan ca tình yêu, cõi thiên đường reo vui. Cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời. Để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên. Tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoan ca tình yêu, cõi thiên đường reo vui. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời. Để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên. Tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoan ca tình yêu, cõi thiên đường reo vui.
tay từ bên nhân ái đón đưa mẹ của con tới thiên đường tình thương. Khi Chúa đưa mẹ về trời, con như con bé dại, buốt ra niềm đau nhưng con vững tin chôn ơi trời cao mãi cao.